đơn hàng của một bạn có tên là Bích Trâm nha mọi người. Đây là phần bao bì mình tặng kèm cho hai em squishy của bạn nha. Bạn bộ bên shop mình hai sản phẩm nha mọi người, là hai em squishy bánh dứa jumbo bên mình vừa mới về ha. Đây mọi người ơi, siêu phẩm thì được hàng lần này luôn. Cái mẫu này thì mình đã về lại mọi người, tại vì mọi người rất là thích cái mẫu này á, nên là mình đã restock lại cho mọi người nha. Và số lượng thì mình chỉ còn đúng 5 slot thôi, nên là bạn nào thích tranh thủ chốt đơn giúp tôi nha. Và đơn hàng của bạn đã xong, gửi cho bạn một tấm thiệp cảm ơn bên shop nha. Tiếp theo đơn hàng của mình chỉ có tên là Tường Vân nha mọi người. Đơn hàng này thì chị mua sỉ Labubu bên shop nha. Và đây là phần sticker mình đã kèm cho đơn hàng. Thì đơn này thì chị sỉ là 7 em Labubu cuối cùng bên shop luôn. Và đợt hàng này Labubu rất là xinh mới vào. Ở đây mọi người nhìn cái packaging của nó nè, phải gọi là đáng yêu cực kỳ luôn á. Đây, packaging nha, siêu đẹp luôn. Chị lấy hết 7 em Labubu bên shop luôn á mấy bạn. 7 em là 7 mẫu luôn á. Mình cũng để lại Labubu bên shop mình nè mọi người. Thấy không, Labubu này mình có để chân luôn á mấy bạn. 6 em này, rất là dễ thương này. Và cuối cùng là em màu tím nha, đáng yêu cực kỳ luôn đó mọi người. Và đơn hàng của chị đã xong nha, gửi chị một tấm thiệp cảm ơn bên shop nha. Đơn hàng của mình bạn ở thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Và đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Để combo bên shop mình làm một combo gồm có 10 em mini ngẫu nhiên. Mình bắt cho bạn 10 em ngẫu nhiên ha. 1 em này, 2 em, 4 em, 6, 8, 10 nha. Đó, rất là dễ thương luôn, người chất sốt ha. Và cuối cùng thì bạn còn đặt thêm một em cuối bò nữa nha mọi người. Cái bà màu vàng chất em này rất là mềm luôn. Giá là 40.000 một đĩa. Đơn hàng của bạn đã xong ha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình. Đơn hàng của bạn đặt ở trên TikTok shop nha mọi người. Và đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Bạn có đặt tên shop mình là em cù. Em cù hồng nha. Một em bánh rán. Mẫu này thì mình chỉ còn màu vàng thôi nha mọi người. Một em bánh mì chúc bơ nha mọi người, siêu mềm và kỳ slow luôn. Cái đơn hàng của bạn đã xong nha. Để cho bạn một tấm thiệp cảm ơn. Đơn hàng của một bạn có tên là Nguyễn Trân nha mọi người. Đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn. Đây là phần hộp của em có sự bánh thọt trứng nha. Bạn có nguyên sức mình đầu tiên là một em bánh thọt trứng nha. Chắc của em này siêu mềm và cực kỳ slow luôn. Một em bánh hamburger. Cái mẫu này thì bạn đặt hai cả luôn đó mọi người. Có rất là nhiều bạn cũng rất là thích cái mẫu này luôn nè. Thấy mình bán cũng rất là chạy luôn. Có giá là 38.000 một đĩa thôi. Tiếp tục là một đĩa quay kem. Kem cuốn nha mọi người. Packaging rất là đẹp luôn. Một em bánh xoắn. Và cuối cùng là một em bánh toast. Mỗi này có giá là 45.000 một đĩa nha mọi người. Mình đã nhập được cái xăng. Để cho bạn một tấm thiệp cảm ơn bên shop nha. Hàng của bạn đặt ở trên Shopee nha mọi người. Đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Bạn ôm bên shop mình là một hũ kem squishy như này. Mình pass lại cho bạn nha. Và cuối cùng thì bạn đặt một em muối sầu riêng chúc bơ. Rất là mềm và siêu siêu dính luôn á mọi người. Đơn hàng của bạn đã xong nha. Tặng bạn một tấm thiệp cảm ơn bên shop.
đơn hàng của một bạn đã có trên Shopee nha mọi người. Đây là phần body mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Bạn có một bên sắp mình nó sẽ làm một em squishy bánh khô có như này, siêu xinh luôn. Mô này có giá là 43.000 một bé. Còn khi là bạn làm mua trên sàn Shopee và TikTok Shop thì giá nó sẽ cao hơn một xíu mọi người nhé. Đây là cà phê ship bên sắp mình gửi tặng bạn nha. Đơn hàng của một bạn có tên là Thanh Thúy nha mọi người. Bạn có đặt tên shop mình chính là một set squishy sầu riêng như này nha mọi người. Đây là chất bơ nha. Một set sẽ gồm 2 bé như này nha mọi người. Giá là 54.000 một set nha. Đơn hàng của bạn đã xong. Gửi cho bạn một tấm thiệp cảm ơn bên shop nha.